Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ra quyết định và cho tháo dỡ hơn 20 căn nhà xây dựng trái phép tại hẻm 117 đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nguyên nhân là do các căn nhà này đã được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đáng nói, trong đó có nhiều người dân đã mua nhà bằng giấy tay từ chủ cũ và không biết đây là nhà không phép. Nhiều người dân quá bất ngờ, nhất thời chưa biết dọn đi đâu nên đành dựng chòi sống tạm tại đây. Chia sẻ về nguồn gốc căn nhà, người dân tại đây cho biết đã mua đất có hộ mua nhà tại đây từ nhiều năm trước bằng giấy tay. Thời điểm đó, họ nghe nói đây là đất sẽ được quy hoạch chứ không biết là đất nông nghiệp.